Ông nhận ra phát cảm to cái nhóm nạc ca này tại vị trí xã Mạc Ca nâng đoàn vị trí ca chung từ đồng năng tháp bình nhá đồng bình to ca tăng thông độ đến đoàn trường phố xã xây xong chơi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous signaler, avant de commencer, que je n'aurai sans doute pas fini à la fin de cette journée et donc en accord avec les parties civiles, les avocats des parties civiles, je prendrai sans doute aux environs d'un quart d'heure demain matin en début d'audience pour pouvoir terminer avec mes questions. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Pol Pot vous avait contacté ainsi que d'autres membres du ministère des Affaires étrangères. Comment vous a-t-il contacté? N'était-ce pas téléphone? Pouvez-vous nous dire comment il procédait? បាទនៅពេលនោះខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមិនមែនតាមលោកអ៊ីងសេរីទេបាទព្រោះលោកអ៊ីងសេរីគាត់មិនមែនគឺមកជួបយើងរាល់ថ្ងៃទេបាទតិចគាត់មកពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះតាមខ្ញុំចាំគឺថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាលោកនីកនក្នុងឋានៈគាត់ជាពិធីការ còn bạn hai khi em bộ buồn khi em tới và chẳng Donc en réalité, Pol Pot ne vous a jamais contacté personnellement ou directement. Parce que c'était toujours par le biais de Yang Sari ou de quelqu'un d'autre. Merci. Monsieur le témoin, j'en viens à un autre chapitre. Est-ce que durant le régime du Kampuchea démocratique, vous avez constaté des disparitions au ministère des Affaires étrangères de membres du ministère lui-même ou d'autres personnes qui avaient été affectées temporairement? Bạn khi bạn khởi nhẹ để bật luôn này. De quel type de personnel s'agissait-il? Est-ce qu'il y avait différentes catégories de personnes travaillant à B1 qui ont disparu? Je pense par exemple aux ambassadeurs, à des intellectuels, à des cadres de B1 ou à de simples combattants de B1. Trên phía bò mùi tới đôi thì vì muốn có thơ muốn là lục xây nè xây sâu xài nâng có chung một vẹn có bàn thôi chứ nè lê kha xa kha bỏ bác này nơi nè nơi kháng phân này cả nhà lấy hai có bàn thôi chứ muốn lục yên xử lý có cái thành tăng lúc thôi chỉ bật thiên phần này nè ô nhiều cả than nè nhiều bài tụ tử nữa cất chmua ven hay chmua cất chmua đào một cất thêm đừng chăm chmua xây sầm át ấy bà cất màu mà dễ hay có bạc tử nó kiểu tì hò muối hay nấu nấu nè xây xây tiết đôi chia chmua cây bật thiên nè
អាកាសយ៉ាស៊ីវិលពេលនោះអាកាសយ៉ាស៊ីវិលកម្ពុជាគឺនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺឈ្មោះកៅហ្នឹងក៏ណែក៏បាត់ខ្លួនដែរប៉ុនខ្ញុំមិនដឹងគេធម្មតាបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអាចទៅបំពេញភារកិច្ចនៅកន្លែងផ្សេងឬក៏បាត់តែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនបានដឹងទេ ហើយ ម្នាក់ ដែល និស្សិត មួយ គាត់ ជា វិស្វករ ខាង រ៉េ អង្គជា ឌី មីន គាត់ ជួយ រៀបចំ ផ្ទះ ជួយ រៀបចំ គាត់ នៅ ផ្ទះ ណា ពោស៊ី កូឡាប នៅ ណា ចិត្ត មុខ វាំង ហ្នឹង ជាមួយ ខ្ញុំ ដែរ ហ្នឹង គឺ ថា គាត់ មក ក្រសួង កាប អទេស បាន មក រយៈ គាត់ ទៅ ក្រសួង ណា ឧស្សាហកម្ម ក៏ បាត់ ខ្លួន ដែរ ហើយ មិត្តភក្តិ ខ្ញុំ ដែល ជួយ រៀបចំ កាប ក្រសួង កាប អទេស ហ្នឹង ឈ្មោះ ទុនជូត សិរិន ហ្នឹង ហៅ កើត ហ្នឹង ក៏ បាត់ ខ្លួន ដែរ ដូច្នោះ បាត់ ខ្លួន ដែល ខ្ញុំ ដឹង ហ្នឹង ប៉ិន ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា តើ គេ ផ្លាស់ ភារកិច្ច ឬ ត្រូវ ចាប់ ខ្លួន ដែរ ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ទេ បាទ ព្រោះ អត់ មាន ណា ទិសនាម ប្រាប់ ខ្ញុំ ពី បញ្ហា នេះ ទេ ស្រាប់ តែ ស្រាប់ តែ បាត់ បាត់ ទៅ តែ ម្ដង ទៅ បាទ Merci, monsieur le témoin. Je vais tout d'abord commencer par le sort d'un certain nombre d'anciens diplomates du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, après la prise de Phnom Penh, qui a appelé les diplomates de l'ancien régime à rentrer au pays? អានឹង គឺ ថា ទី 1 ក្រោយ ពី ថ្ងៃ 17 មេសា 1975 អ្នកការងារ ទូត នឹង បំពេញ ការងារ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ទេ ប៉ិន ធម្មតា ការ សម្រេច ដែល ឲ្យ អ្នកការងារ ទូត នឹង ត្រឡប់ ពី មក ក្នុង ប្រទេស វិញ នៅ ចុង ឆ្នាំ 1975 ហ្នឹង គឺ ធម្មតា ប៉ុល ពត គឺ អ្នក សម្រេច បាទ មិនមែន អៀង មិនមែន លោក អៀង ស្រី ក៏ អ្នក សម្រេច ទេ មិនមែន រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស សម្រេច គឺ ថា ដឹកនាំ ប្រទេស សម្រេច តែ ម្ដង បាទ Monsieur le témoin, vous parlez d'une décision de Pol Pot une fois de plus. Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a pris cette décision? Qui vous en a parlé? ហើយ ខ្ញុំ មាន ឧទាហរណ៍ មួយ ច្បាស់ លាស់ គឺ ថា ពួក និស្សិត ឯ បញ្ញាជន ដែល ចូល មក ក្នុង ប្រទេស ហ្នឹង គឺ ថា ឆ្លង កាត់ តាម ស្ថាន ទូត កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រចាំ ទី ប្រចាំ ប្រទេស ចិន ហើយ នៅ ទី នោះ គេ ប្រមូល អស់ ឲ្យ គេ ថា នាឡិកា របស់ របរ នឹង ខ្សែ ដៃ ខ្សែ ក្រវ៉ាត់ អី mong kinh lang cá kì bộ môn tục ở nơi cái sàn tu nừng được thế sẽ gây sầm lại ở sàn tu nừng bộ môn sẽ gây sầm lại những mình men lúc yên sơn đi còn nó sầm lại chứ à nó khiêm đăng chấm bắp rồi khiêm nơi nó cứ tha bột bột cái nó sầm lại mong còn pro nơi đôi khiêm bàn ní cứ tha ở mà tha nơi sàn tu nừng ni mùi mùi nó mình men chia ai à kẹt rồi tu chia nét đặc nom bật bật cót đấy chia lấy khá bạ nét nông sản tốt nữa chia nét đặc nom cái đấy biết lúc thứ càng như
cứ thà bóp cùm ní mình chẳng lấy khá bá thông chiêng ai dạ rọt tụt cái này à nâng khi mình bị sao to khi mình dì chứ bá à nâng ọt nè ní tì tụi chứ nâu Pol Pot gọt xâm rai ca nghe tụt khá cứ thà rọn tà rì xuống cả bà thế ọt đăng này gọt tẹ thông màu to màu lấy khá xa khá bá nơi không sàn tụt thì mùi mũi nó mây thua ca xâm rai bà Justement, monsieur le témoin, vous nous dites que ce n'était pas une décision de Yang Sari, donc nécessairement ça devait être une décision de Pol Pot. Mais est-ce que vous avez participé, vous, aux sessions, aux réunions du comité permanent? Nhưng khuyên tu này thì ấy tại chỗ rùm và chung cả nạm một trăm năng thế mà. Et donc, est-ce que vous étiez communiqué les comptes rendus des réunions du comité permanent également, qui vous auraient permis de faire la distinction entre les décisions qui sont prises, qui étaient prises peut-être individuellement par Pol Pot ou des décisions de nature collective prises par le comité permanent? Est-ce que vous receviez les comptes rendus des réunions du comité permanent, monsieur le témoin? Nhưng mình lại bàn từ tua lên bà. Merci, monsieur le témoin. Parmi les anciens diplomates, donc d'avant le 17 avril 1975, qui ont été rappelés à partir de la fin 1975, pourriez-vous nous donner un certain nombre de noms de ces anciens diplomates et leur poste d'affectation à l'époque? Nhưng đằng thà miền lục sơn trang có chia ron trai xuống cả bờ tây này rìa ra thái bị ba rùm rùm chết cam bị chia lục chia sán ai cả rót tu bị chạm xã phiệp xuống viết lục cuộc sầm bát ai cả rót tu bị chạm này như của sáu vi lục isup căn thi ព្រះរាជាណាចក្រអាល់បានីព្រះអង្គអ្នកអមចាស់មេធាវីអាយអឺព្រះរាជាណាចក្រប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់នឹងអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំអស់ដែរហើយពេលសពថ្ងៃពេលឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំណែ Est-ce que Nupek Ayassin, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose parmi les diplomates du groupe? Et Insopan, excusez-moi pour la prononciation. Est-ce que c'était un ancien chargé d'affaires du groupe?
Bạn ấn sản cứ có chiếc ôn nè bỏ ấn sản nữa. Ấn sản chia tay tạp thiên xa phiên giật mai nơi bất thể mà rằng nữa. Còn bà chồng cõi nữa có thua chia phải đại tài đi nơi sản thuốc Campuchia nơi nè bất thể Albany bà. Est-ce que parmi tout ce groupe d'anciens diplomates, combien sont passés par le bureau du ministère des Affaires étrangères à leur retour fin 1975? ពេលត្រឡប់ជួបមកក្នុងប្រទេសវិញມັນបានឆ្លងកាត់តាមក្រសួងការបរទេសទេដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺថាលោកអ៊ីនសេរីបានហៅខ្ញុំទៅទទួលពួកគេនៅកន្លែងនៅផ្ទះមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនចាំនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបគេនៅពេលនោះប៉ុន្តែពួកនេះມັນបានឆ្លងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសទេលើកលែងតែលោកតូចខំឌឿនដែលជា អតីតប្រធានសហភាពនិស្សិតខ្មែរប្រចាំប្រទេសបារាំងហើយជាអតីតសមាជិកគាត់ជាបកជនដែរអតីតសមាជិកណែវងម៉ាក់លីនីននឹងគាត់ឆ្លងមកគាត់មកឆ្លងកាត់មកធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសបាទហើយនឹងណែលោកសរិនឆាមួយរយៈជាមួយនឹងណែលោកឧត្តមសេនីយ៍ឌួងសំអល Est-ce que c'était le ministère des Affaires étrangères qui accueillait ces anciens ambassadeurs à l'aéroport de Pochentong? Khi mình bán đăng thà này là thầy từ tua có thế, phụ có thế bán cái. Khi mình này khi mình đăng ra khi mình bán từ chụp có nơi phê lấy con mắt đó phụng bình hay nơi phụ tèm mùi nơi phụng bình hay nơi phụng bình tài bán nọc. Hay mình tỏ bị chụp nếu kê bị chụp có thầy ná khi mình có bán đăng này mà. Quand vous les avez rencontrés dans une maison à Phnom Penh, c'était bien, est-ce que c'était bien dans le cadre de vos fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères? Et à quel endroit a eu lieu cette rencontre entre Yang Sari, vous-même et d'autres cadres avec ces anciens diplomates? Est-ce que par la suite, plus tard, est-ce que vous avez appris le sort qui a été réservé par le régime à un certain nombre de ces diplomates? Et je pense à Chisan, Isub Kunti, Utsambat, Nupek alias Sin, Insopan, Sisovat Mitavi. Que leur est-il arrivé? តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់នេះ
nơi pê cứ tha nơi pê lúc khi mọi bạn đang bị vây lại cả làng của mẹ thằng nông thế rồi mình mẹ nơi không gặp khăn nơi phải khai giật bọc nhầm mà hai vây để khi đang cứ khi đang cày ngày cày chăn năm một con phổ biến rồi chặt sập phổ biến mà khi đang mà Et peut-on savoir ce que vous avez appris en 1979, monsieur le témoin, concernant ces personnes? Cái thật đang thằng đo chia tầm năng bị thả bắt này đi bán nút cái thật đang mùi mùi nhận tới hay chấm cô mình chăm đấy mình chăm thà này đấy hay chỉ phải miền nè đang chia nhịp sắt này thọp này thì nút đây cái chuột chấm còi mốc này Paris rồi này sọc mai còi mốc cái prap hay bà cô cái thọp này chỉ mùi nè thằng nút bà bản thảo ở trong đăng thà là bắt bị nam nạc lại nó ngày nãy khi mình bán đăng cho bạn như thế mà Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, juste pour, aux fins de la transcription, je voudrais simplement mentionner que les noms de Nupek alias Sin et Chi San alias Chir figurent sur le document IS5.70, qui est une liste de prisonniers de S21. Et il est dit dans ces documents qu'ils ont transité vers le centre 417. Il y a un autre document qui porte la mention du nom de In Sopan des Affaires étrangères, qui est le document D199-14.5. C'est une liste d'exécution de S21 qui est intitulée Nom des prisonniers exécutés le 9 décembre 1977. Et enfin, concernant Hout Sambat, il y a un document IS531 qui constitue les aveux de Hout Sambat à S21. Et c'est la même chose pour Issoub Ganti, sous la cote D366-7.1.83. Il s'agit aussi d'aveux de Issoub Ganti à S21. Concernant M. Touchkamdun, monsieur le témoin, donc vous avez dit qu'il avait été membre du cercle marxiste-léniniste, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez fait partie avec lui du bureau de l'Union des étudiants Khmer également à Paris? Chỉ mà chưa cả ra là gì nè, vùng mạng linh chỉ mùi lục thuộc chọn bướn hay rồi bị quật nè xong liên lên bị tầm này khi bật thiên xã phiệp như sật khám ái cứ thạc nhầm chúng nụ quật nè chỉ bật thiên xã phiệp như sật khám ái bà Lorsqu'il est rentré au Cambodge, est-ce qu'il a travaillé à B1 à son retour et dans quel service, si c'était le cas? Bah, quand tu es arrivé, tu es en Cambodge. Qu'est-il arrivé à Touch Kamdun et à son épouse durant la période du Kampuchea démocratique?
Cót thuê ca hay tiệc cót nâng nơi chọp tiệc bọc nhầm hay nhầm nâng cót nâng bồn cót nâng cứ chỉ mất chết sát nâng kia nà hay côn cót xây nâng côn bóng cót xây nâng kia cả hai thả chỉ côn châm bọc nhầm tiệt để chứ cả tiệc thấu nâng chết sát nà chỉ côn thò chỉ côn thò mà ngay đây là còn tranh vì tiền hàng tới 500 chứ ba cứ nơi khè bay cho năm một con bổn rồi chặt sầm bền lúc cứ lúc yên sĩ từ tranh từ thôi tuần sáng cách nơi prote malaysia nông sản hạ bờ rầy chỉ mỗi lúc chun phải sệt hay về đây tranh từ ní cứ thập bổn có o nè cứ còn dù là thà cái ao cọt từ này chuẩn bón nơi không có bón cầm chì đẹp tay cứ thà vợ cầm cầm mà bị bà ôm vợ phải nhà chuẩn na một pì cày bờ tê hái ao từ lụt đom nơi chuẩn bón cứ từ chì kiệt du chỉ cả tục chặt mặt bớt bộc bột con o na hai nhà chật khang nương cô như vậy phải kia to to kia thà cái ao cọt từ bình yên là ông lê phía sau ông lấy nơi chuẩn bọn nè hai khi ông bạn đang bị cà chập luôn bỏ con bê khỏi mà thế mà Donc, j'ai bien compris, monsieur le témoin, vous n'avez pas assisté à cette arrestation parce que vous pensiez que le couple Tochkam-Deun se rendait à la campagne. Mais est-ce que vous avez vu, lorsqu'ils ont quitté B1, puisque vous étiez voisins, est-ce que vous avez vu qui les a emmenés ou qui les a transportés, soi-disant vers la campagne? Khi mình bàn khuyên thế, bàn khi mình khuyên có điệp chồng xa có ai cứ ta điệp chồng tầm nay trên tất cả những bàn khuyên cho ta nà nà là nà nà kì mùi dầu cốt khi mình bàn đăng thì mà Est-ce que M. Yangsari vous a parlé de l'arrestation de M. Tochkam-Deun? Tam khiêm chấm cứ không biết phải chung mũi coi cái thà còn sẽ còn an chậm lại xả phía bỏ Tochkam-Deun chậm lại xả phía mấy miền chậm sông này sập rộp này khâm xả khắc là cứ hai đứa bay bán kì chập cốt cứ thà Tochkam-Deun nưng cứ từ tour cá chặt tăng ông pi bong cốt kì tôi phơn nưng cứ chia rồi trai cơ xuống sa thiên nạ cá này cầm bị chia bị thập tay tôi phơn nưng cốt chia nơi pi nè khăn ông bom lục sinh nạp một lần nón pi sừng kềm pi chân nằm bị phòn mồi chặt sấp đó chặt sấp rắm cốt chia bản đan sầm ngắt ở bờ bắc công ni cam chia bằng cốp nơi thị trường phồn bình mình tàu mố cứ thả bản đan sầm ngắt ở bờ bắc công ni cam chia từng ao nước rùm từng nhà từ tua cô trời bom lại nít để chung một sốc trời ban kỳ chào bạc căn ban nhà đặc nông cam chia chậm tay chào tha chia bản đan ở bờ ông ca trả cam sáu rồi làm rít để hàng thà xì à nè được chốt kỳ chập từng ngõ chập từng tội phuân rồi được chốt tội phuân bán chặt tăng tam này chậm lại xả phía mấy chỗ tội phuân bán chặt tăng tội cầm đường nứng ao từ xế pi sập hiệp cá đại cả lỡ nơi không cầm bị chìm hiệp tài nứng bồn miên ông pi sập hiệp cá này cứ thà tội phuân còn nè đó còn miền ao ấy tôi khám đứa nó sẽ tới bỏ bài chìa phía sau ông lý mình chún trên tờ cá đòi bộ quân cột tôi bản án nó chìa thờ cá nơi bị thi cá để cho bị thi cá miền này sức tệ tốn cho mùi sản tốt bỏ ra tế
ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយស្ថានទូតដែលអ្នកបញ្ជូនឯកសាររបស់តូចខំឌឿនទៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺជាស្ថានទូតនៃប្រទេសអេស៊ីបដូច្នោះវាដំណើរតំណែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដូចជាគេតែងរឿងមួយមានអ្នកដើរទូកុនដើរទូហើយការដើរទូវាសំល្មមជាក្នុងការក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទអានឹងតាមតំណែងអញ្ចឹងដូច្នោះតូចខំឌឿននឹងជាអ្នកផ្ដល់សេពនមានផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅឲ្យក្រៅប្រទេសទៅឲ្យមិនឡានសេអានៅក្
Merci. Merci. Simplement, je voudrais, pour la transcription, Monsieur le Président, j'entends que l'interprétation me parle de Dok Kam Dun et Dok Pun. En fait, si je ne me trompe pas, malgré ma mauvaise prononciation, c'est bien Toch. Toch Kam Dun et Toch Pun, son frère. Donc, c'est pour l'interprétation en langue française que je dis ça. Monsieur le témoin, donc vous avez dit que Monsieur Yeng Sari, vous avez lu les aveux de M. Toch Kam Dun en réunion. Quand a eu lieu cette réunion avec Yeng Sari? Et qui était présent à cette réunion? ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទហើយណានាគឺថាមានវត្តមាននៅកន្លែងនោះក្នុងប្រចាំមិនច្បាស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែអាចថានិយាយបានថានៅក្នុងរយៈគឺថាឆ្នាំ 1947 ហើយអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនោះគឺថាអ្នកដែលធ្វើការងារកម្មាភិបាលដែលធ្វើការងារជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសផ្នែកដែរ ផ្នែកការិយាល័យផ្នែកការងារទូតនឹងដែលសុទ្ធជាសុទ្ធតែជាពូម៉ាចិត្តស្និទ្ធរបស់ណាតូចខំឌឿនគឺដូចជាលោកជួនប្រសិទ្ធលោកគៀតឈុនលោកណាអុកសគុណជាដើមបាទ Est-ce que lors de cette réunion, comme vous, Yeng Sari a trouvé que les accusations, en tout cas la trahison décrite dans les aveux, étaient crédibles? ជិតស្និទ្ធជាមួយលោកតូចខំឌឿនណាហើយបញ្ហានេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយពេលដែលគេមកចាប់លោកតូចខំឌឿនហ្នឹងគឺថាពេលដែលគាត់មិននៅខ្ញុំអាចច្បាស់ខ្ញុំអាចថាច្បាស់ថាបើពេលគាត់នៅប្រហែលជាមិនព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមិនមានកើតឡើងទេបាទ Est-ce que vous voulez dire que parce qu'il connaissait Toch Kam Dun depuis la France, et qu'il s'agissait de quelqu'un qui lui était proche, il l'aurait protégé? អានឹងវាថាអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះអៀងសេរីគាត់បានការពារកម្មាភិបាលមួយចំនួនច្រើននៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺថាក្នុងដោយសារមិនមែនដោយសារចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់ហើយដោយសារអ្នកហ្នឹងការនៃផ្ខតាំងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការចម្លើយសារភាពនេះវាគេតែងរឿងទេ
bờ thì họ được nhom toàn lắm, nông chấm lại xa phía là đại lắm, tôi cảm thấy là đại lắm, nhom lắm nơi bị cắn nhom chìm hẹn nghĩa rồi bỏ, ông ca, nè ca sĩ bê, nơi bị cắn lắm nhom vô ca, rồi nè xa phía Xô Viết, hay đào mộc nông pin lắm nhom chìm hẹn nghĩa rồi bỏ sĩ à, hay nơi cầm nhom lắm miền chùa Pram nè, hai cầm mướn chùa So bầm bay rồi bầm bay miền chùa những tiền chùa So bầm bay rồi bầm bay chùa bạch chết hai bị chung nướng Pram nè bị chung bị chạm mặt tết nơi cả nhà lấy bỏ lục chun bớt sét Pram nè nướng miền nhóm xuồng xì cướn chun bớt sét kiệt chấn tôi khám đứa nướng hạ xiên lại nì hạ xiên lại nì nướng còn mình men chụp ngã nghe say á thế pro con chụp bà thiên cả nã bạ công ni khmai nơi xã phía Xô Viết bạ công ni tên là dùng Xô Viết đi chứ nó dùng khởi nhà à, chấm lời xã phía nước Việt chỉ cả tài đầy bằng không chứ đi chứ nó mình ai ở chưa bàn thì còn cứ thà còn chấm đi chứ nó lục chấm bán nào cái này nó chấm bán nào mà tout à l'heure, vous aviez dit que cela paraissait crédible ce qui avait été raconté, mais dois-je comprendre que cela ne l'était pas concernant la mise en cause de certains, d'un certain nombre de cadres de B1, dont vous-même, Chum Prasit, Kitchon, Hang Sang Laini, etc. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Nghe sĩ a hơi chú ba hình chẳng anh nâng ọt miên ấy song say thế cái chạp liêm bóng có phần là quán tha bà chạp tương ngon tới bật đó cái xuống cao bò thế đó mà ọt cái xuống cao bò thế mà thơ cài thế đấy để cho nó về anh nâng viên đôi tha về khu hạt pê nè bà merci. De manière générale, sous le Kampuchea démocratique, et vous avez parlé tout à l'heure de mise en cause. Alors, que se passait-il si on était mis en cause dans des documents? Et combien fallait-il de mise en cause pour qu'il y ait des conséquences? Thì hai tháng miền ai cái xa đam đam lấy từ năm 1400 chất sập mũi chất sập bờ lấy bờ chia nam miền ai cái xa bay trong gì tham ăn mà ông mà nhóm miền xuống xa thế chụp liền tồi tài nó cái hai nhóm từ châu rùm nhóm có từ châu rùm á của bên này cái thứ ấy rần trai để thà lụi tội phu nó có rần trai xuống xa thì là cá còn nhà hỏi nó còn miền trường mòn này ở hộp là chỉ chiên à hộp bò bị chết bò muối nó từng ọc nấy hộp bò bần bề nó cứ thà nhóm chưa kịp cái ở hộp bò miền bản hà thì mà để cho từ hộp này từ chụp liền ấy chỉ muối kia nè anh chôn chụp liêng nâng bờ sân khăn đỏ còi máu bờ sân chè khăn nè chôn ruộng bị chụp nâng cái chậm nè tới dương thì chôn ruộng bị chụp nâng vô chôn ruộng chụp liêng nâng dương ăn miếng ấy sao dương bàn mà anh xả này hồi từ bay đó bàn bay anh xả lục kiệt chôn còn miền phù mà chờ nó còn chôn ruộng chờ này còn bộ buộc nhầm tay thật nhầm ở đây nhầm tay đi chầm chư cái bè hóng nhầm tôi chụp liêm cả đi hãy nhầm có ở tới nhầm rồi luôn còn miền chiên học sập ai cái xà để cho nó bay hay ốc sập lại để cho nó ăn miền bành hà thì chập nhàng xuồng đó còi mốc bay ai cái xà chẳng á trái đạn chẳng hay liêm chẳng bị tràn pê ban
kê bật thêm pi ai cái sao mới bàn pram được chắc khi mà rồi khuôn bảy ai cái sao nó khi mà rồi khuôn pram ai cái sao khi mà rồi khuôn hai tay lấy khi mà xong mình tiếp rồi xong mọi thứ rồi nó về cứ thả bảy ai cái sao buôn ai cái sao cứ miên chmua khi mà cái chào khi mà tham ách thả xuống thì cứ nó chia xa rơ cái thả dùng là sâu viết á dùng sâu viết dùng Việt Nam ấy nó xa rơ à mình tạm miệng kia bỏ bạc công thì cảm chia xa rơ buồn hay cả lá ấy cả xa nó ở vây bàn cả lá cứ hình bích này cái chạp hình bích trên sất màu bí sạp hiếp sâu viết hình bích cái trái ta bộ màu bí sọc bà răng tưởng ó sất tập bộ xa rơ vẫn còn ăn gì chứ mua ăn gì chứ mua có thả bộ sọc bà răng màu bí sọc bà răng ó sất tập xa rơ để cho vậy ăn miền chung một nhóm này để cho đã mà anh xa mày chết ăn miền chung một nhóm có phân cái ai phân tụ đây cái ai cả là để cho miền buồn cả là khi mà đôi khuôn nó buồn cả là bộ kia do tòa làm anh xa bàn chập luôn bàn có phân khi mà xong biết nó cứ xuống cá bò thế nó miền là khi mà đấy miền anh xa tay trên kia đấy chẳng bàn khi nông này khi mà khi nông bắp xài làm muối này cứ đã rụp khi mà cái thá nẹm mình tàu bên pì pòl pòl cái đặc hiếm chăng á nẹm tàu bên pì pòl pòl ai chun cá chén pì sàn tới cái thác nhầm tiệt chấm mưa kịp à gì sợi rư có thà voe có thà mấy anh chấm mưa chấm tiệt chun cá là chén mà sai chén biển chăng nè biển biển này đi anh đang khiêm chong chấm tiệt ta ai xa ai miền chăng được sao vía đào cày mỗi chật sập ram chật sập bẫy chỉ bảo vật sa chật bảy ban miên cứ thả bẩm bơ ai cứ sa cứ thả lực lấy tu anh cứ ruột bẩm bảy chấm nói bên ông hai để chôm miên cá bay cháy rồi miên bị chia chun thay nâng bị chia chun cha hai về sự việc cá về sự ruột cứ thả ai cứ sa bẩm bảy ai cứ sa này cứ thả chuyện là say yên thế rất đấy quật nhẹ làm rồi cả lúc quật hiền gì ấy chỉ mùi pol pro trời chia bồn thay mình tên lục yên sri mình sau khiến ấy phần nề rí hiền gì chiềng ấy chỉ sẽ bỏ bồn thay hiền gì cái này mình men ở cõi máu bồn bồn cất cao bồn bồn thay tới rương nghiệp xây tiền cái này rương ra để kiểm chọn gì phẩm bay ai cái sàn phần được chưa rương ní cứ thả vì dương mình vô lấy ở mà thả lấy cái cháu trong chân nè đại cháu nó cái ở đó tụi một kia đi ta cháu bàn cái thằng cháu trong mua và cái mấy bàn anh chẳng bàn thà về business cam về miền chẳng hay cả business cam đấy cứ nhom khơi thằng này tụi sai trong tập trung mua tụi sai nhá cứ tham mất phe nhom đại số trăng nhom hô chân mà số trăng hay chia thơ group band hay số hay cứ thả mình nước là o cứ vô cái từ sầm lấp chào nó về anh nói là thầm anh chẳng bán trong khơi thả sầm ở tu họ bón trong cả bởi khi mà đăng muốn khi mà ở châu chết đấy phần sầm nàng khi mà sân khi mà đăng được tiền nữa khi mà còn bán được đấy bởi khi mình khai thì việc đó có việc đó thì ta thử đó chẳng việc mình men ấy chia sừng cung nhưng mà men ấy chia bát đi vốn mình men ấy chia này mầm ra bị chia chun mầm ra chia thế nè trong chữ chấm à hay trong khơi lục bát thiên trong khơi bong bong để cất lẽ bong mà chỉ biết bỏ cất trong sọt cất chứ mà lục bát thiên sọt là cứ ta bảy bảy ông ประพุทธประทอประสังประพุทธประทอประสังประทอประสังจากบ้านไอนั่งแต่ประพุทธแล้วประพุทธนั่งกุยนั่งคือเนี้ยเลยชกยังเคยท้าขยำแหน่สมจับปนังมาอัดตุ้มมาMerci mes témoins. Est-ce que je pourrais vous demander d'être un peu plus concis?À l'avenir concernant les questions que je pose et je sais que vous aviez besoin d'en parler. Juste pour clarifier, vous avez parlé de trois amis fidèles et loyaux. Vous avez mentionné leur nom dans vos
déposition, s'agit-il donc de Kiev Chinling, In Sopan et In Chamron? Bà Hân Châm Ràn có thể vì sao có kháng xa thiên nạc ca nơi bà thư bà răng bà. Xong xong lúc đồng năng thay bà nhá bà chạy chứ mô bà chạy lọc bà quạt cây đầm rơi lụ vinh vì bà chứ mô nâng cứ hân đê mình xin đê hay xong tăng thầm nua bà chạy chứ bà nằm bà xây những ai lời trong từ những cụ mầm non đấy cả miền mầm non xu cọt sông trời Oui, merci. Alors, il s'agit du document D147 qui porte aussi la référence E3-101 et à la page 4 en khmer, c'est 0029-04-37 et en anglais 0029-04-43. Je vais peut-être citer le passage en question et demander de fournir la déposition de monsieur le témoin au témoin lui-même pour qu'il puisse voir les noms en khmer. Donc je répète pour monsieur Lucier, c'est 00-29-04-37 en khmer. Et si on peut aussi, monsieur le président, projeter cet extrait à l'écran. ដំណាងថៃប្រញ្ញាយកទៅជូនសាក់សីដើម្បីវិនិច្ឆ័យAlors, il s'agit d'un passage qui parle de du retour des intellectuels. Et du fait, je vais reprendre le passage en entier, y compris la question. Donc on parle du retour des intellectuels au pays. Donc quelle était la méthode utilisée, c'est ça la question, donc, pour les faire revenir. La réponse, je me souviens par exemple qu'en septembre 1975, à l'occasion du déplacement à l'ONU d'une délégation dont je faisais partie, nous nous sommes arrêtés à Paris à une réunion, et une réunion a été organisée pour inciter les intellectuels à rentrer au pays. Il y avait là certains de mes amis qu'on appelait des intellectuels progressistes, dont par exemple Kiev Chinling, In Sopan et Hun Chamron. Ils sont rentrés au Cambodge et tous ensuite ont disparu. J'ai découvert leur nom à Tulsleng il y a 2 ans. J'en ai été bouleversé. Je me suis alors engagé à raconter l'histoire de ces personnes et c'est la raison profonde de ma volonté de collaborer avec ce tribunal. Donc je voulais savoir si c'était bien les 3 personnes dont vous aviez fait mention, monsieur le témoin, qui se trouvent mentionnées dans ce passage. បាទមែនបាទក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះនៅទួលស្លែងគឺមិនមែនអ្នកហ្នឹងទេគឺថែមឬអ្នកហ្នឹងទៀតគឺមិត្តភក្តិដែលខ្ញុំបានស្គាល់បានរាប់អាននៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យព្រះសៀនុនៅកំពង់ចាមហើយមាន2 រូបជាបងប្អូនគ្នាហើយគាត់ជាជនជាតិឡាវគាត់នៅណាគាត់នៅប៉ាសេកាលនោះនិស្សិតអូកូនសិស្សឡាវនៅប៉ាក់សេប៉ាក់សេនៅខាងត្បូងប្រទេសឡាវសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមករៀនអត់មានកាលហ្នឹងអត់មានវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យទេលាវមករៀននៅស្រុកខ្មែររៀននៅកំពង់ចាមហើយខ្ញុំឃើញឈ្មោះ4 5 6អ្នកទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំរំធាត់នេះគឺថាខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែបន្ថែមមានលឺឈ្មោះនឹងគឺថាជាចិនលេងគាត់ជាអតីតប្រធានកំពង់ផែកំពង់សោម
phong phai thì còn phải xây nụ sập ngày nưng nơi bề sông cung này nhung còn bàn tay bờ tây bờ nắng còn bờ buồn còn chia chuyển tiền bờ nắng còn miền cồn mui hay còn sông chết liệt bằng cồn còn nưng bờ buồn còn làm bay trôi một cứ thà rung chừng này còn sang bờ tây vinh còn chia phù mã chết sát loa lục yên sri nưng cái đôi bọc như này ân sập hắn chia vị sạ có khang cả hai ta cái hai lý cầu central design manufacture nơi thị trường Paris có chế phẩm bằng cá từ bò ăn sô can nè ăn chấm rán để cho nó xong chơi lục đồng nam thái bình nhá bắt to ca tăng thông đồ je vois que l'évocation des noms est assez émotionnelle pour le monsieur le témoin donc je vais passer à autre chose tout à l'heure on a parlé de, du nombre de documents qu'il fallait pour être arrêté et vous avez parlé tout à l'heure de la confession des aveux de Toch Kamdeun. Donc est-ce que, quand vous parlez de ces documents, est-ce qu'il s'agit d'accusations qui figurent dans des aveux ou dans des confessions de personnes qui avaient été préalablement arrêtées? Baba. Vous avez parlé également du fait que vous-même, vous aviez été mis en cause, donc accusé dans certains documents, et que c'est arrivé 4 fois et demi. Comment avez-vous appris tout cela? Et est-ce que vous avez eu accès aux aveux dans lesquels vous avez été mentionné? Khi mà bạn cứ như thế mà hay nhóm này đắng đôi xa mà ngày lúc nhóm chăm ban này năm mươi phần buồn rồi chặt sầm pel chìm buộc khai khi mà bạn chăm cái lục yên xử lý bạn hay khi mà từ nông cày lại con này cái xuống cao bỏ tiền nữa hay còn bạn tập nhóm thả này nông chìm lại xa phía bờ lục rốt sơn lúc rốt sơn nó có con chia chàng vang à cắt cho civil Campuchia cứ thà Royal Air Cambodia là pinu hai con chia mật phe rồi bọc nhóm pi anu cha lấy Brazilmat có chia mật con có chia mật phe rồi bọc lục kiệt chọn đài lục rốt sơn không chấm lại xa phe bọc con phổ kỳ chọn con thà chia bật thiên ở chia nghe nghe sĩ á có thà lục kiệt chọn là những nhóm có chịu nghĩa nghĩa gì à đây để cho nó hỏi lục yên sĩ con hai nhóm từ xu bị phản nhà này hai nhóm xong mình chạy mùi tiên đánh miền cả lại thị xã ăn cụ đọc nhóm chả ơn bạn cho mình thật kẹp luôn nhóm chăm bàn thà này cho nằm mình còn phụng buồn rồi chất xa mùi bề nút nhóm trời tư bà tế ăn sở rí chiếm muối nâng lục chăn và rắn đang bị bị chúng sản xuất robot không nã thùng không than nã chia đầm nang robot nã xe ru rum chia cam bị chia không sản xuất robot buôn nẹt cassette là bị chia thập tay đại chi ông ca mà chôn robot cho là công đi nơi piano hai khi ông chọn cắt thì không Paris bên nút lục rô sở rấn có thươi chia nằm nàng à cắt cho chia nằm nàng rô bó lục xe nạp rô múc luôn nâl của chật sử mũi rô phá rùm lùm xâm lạch rô đông xe nụ nơi ngày tì mà phải bay ở ngày tì đồng bay mị nìa mà bòm rô chật sống nước bàn cả làng hỡi được chứ nốt. Monsieur le Président,
bạn đang bạn xong bạn chuyên xã xây chia chim sẽ đáp trong lời đáp tầm nu ở bán hay lời tọp cầm rắt trầm sầm nu đại xua bán hay lời tọp từ nâng bầm non này sầm nu đại xua có bầy clay sầm trop từ nâng sầm lồng mồm từ nâng sầm nu đại xua bán hay Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, de vous interrompre. Nous avons bien compris qu'en réalité, vous aviez été accusé, mais que finalement, vous n'aviez pas été arrêté. Mais concrètement, après l'entrevue avec Yang Sari, est-ce que Yang Sari vous a demandé de faire quelque chose à la suite de ces accusations de Ruth Sarin dans sa confession? ជាភាសាខ្មែរនេះដែលខ្ញុំបានឃើញមិញហ្នឹងគាត់ហើយដែលមកចម្រួនឯកសារកម្ពុជាគេបានច្បាប់ចម្លងនេះប្រវត្តិរូបបដិវត្តរបស់សមមិត្តគួងនេះបានឯកសារនេះគាត់ Merci. Peut-être dernière question, Monsieur le Président, avant d'interrompre, j'imagine bientôt. Dans cette biographie qui porte donc la référence D154.3 que vous avez sous les yeux, Monsieur le Témoin, vous avez pris, il me semble, un grand soin à l'époque, et cela date de, je crois qu'elle date de juin, c'est ça, juin 77. Vous avez pris grand soin dans cette biographie de qualifier un certain nombre de personnes de traîtres ou de méprisables, et c'est traduit en anglais par contemptible. Et je vais citer toutes les personnes qui figurent dans cette biographie et dont les noms sont précédés des qualificatifs traîtres ou méprisables. Il y a justement Ruth Sarin. Je ne crois pas que je vais citer tous les noms d'IRN, mais en tout cas pour Ruth Sarin, c'est à la page en khmer 4x0 3478, en anglais 00817 1 6 7 3 0, et en français 00290760. Et puis vous avez cité beaucoup d'autres noms, à part Ruth Sarin, il y a aussi Seng Savat, qui est appelé S-A-I-N-G Savat, S-A-V-A-T. Il y a Kom Ret, K-O-A-M-R, et puis l'autre mot R-E-T-H, Hu Nim, Hak Seng Leni, que vous avez mentionné précédemment, Keo Miss, et vous avez indiqué que c'était le directeur de l'AKI, Sok Tun Pala, Toch Pun et Toch Kam Dun, que vous avez déjà mentionné auparavant. Si besoin en était, je peux signaler quels sont les numéros d'IRN, mais ça me semble un peu long. Donc au moment où vous avez écrit cette biographie à la demande de Yang Sari, était-il justifié et normal en réalité que vous utilisiez ces mots pour peut-être prendre vos distances par rapport à toutes ces personnes? Không thà nãy chỉ bạc cái chốn dương kia ta đại dương tức đấy, nó chỉ thòm đa thế, khi mà đang thà đại dương tức thì ai cho can thở, khi mà này bộ cái thái
là khi ông chiều can dùng à nắng chỉ thầm là có phần bây giờ mình chạm lại với nè mình phải chạy dạng mạnh à nắng hơi đây cả hơi thở và chia tập tay khmer nó và chân có thà sừng cung chúng ta nó bịp chân chúng ta bởi thà nên dây phép lũ khá thà và chia tập tay tam bịp khmer sở lo mà chú sở lo cơ cô nói có phần thà tam bịp khmer không có lây ở mà anh chân và dương xây ta nơi bà răng nơi ẩm rích nơi sất tà lo thằng o bà con bạn ơn mời lời cái chấm đa ca tham đa ca tham rap ngày ní đó là về tham ra hơi anh em phải bắt cá cái chấm đa ca tham đa ca tham rap ngày ní trầm ní ngày kia thì bổn phật khai thế hai năm bị phong đọc quý đã chấp biết đạo bị mong bổn phật tử hay sắp ra cái này anh em đây ក្រុមសមិទ្ធវិនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីសូមភិក្ខុនិងសាធិណជនជ្រាបលោកស៊ុងសិគឿនការត្រាប់ទៅខែកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេសម្ដេចការត្រូវបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះសូមអញ្ជើញលោកមកបន្តផ្ដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយមេធាវីប្រឹក្សាដូចគ្នាគឺអញ្ជើញមកប្រឹក្សាសាក់សីនៅក្នុងឡុងពេលដំណើរការសម្ដេចការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការ អំរំរួលជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពកងពីសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីបើត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតទៅខែកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9ហើយប្រកបអនុរិយមន្ត្រីខុំខាំងនាំខ្លួនជួយចាប់ចោតដៃវុបីទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរខុំខាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ទាំង3រូ